Mình xin chào các bạn. Thì buổi sáng hôm nay là một buổi sáng sớm ha. Mình đã có mặt tại cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên và là một video mình chia sẻ với các bạn nè. Đây, cửa hàng Mai Duyên là ở địa chỉ số 67 ha, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương nha. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng về đây chỉ mất khoảng chừng có 5 cây số đi đường thôi. Hôm nay tiếp tục là một ngày bận rộn của cửa hàng đó các bạn. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 12 rồi, năm 2022. Các bạn thấy đây là 4 chiếc xe ha, chuẩn bị giao cho khách. Có điều á, 4 chiếc xe này không phải là của 4 người khách mà chỉ có một người thôi. Chỉ có một người thôi đó các bạn, mua một lúc 4 xe. Đây là chiếc GBX nè, Gentleman. Quay thái màu trắng, đúng chuẩn bánh mâm ha, yên đỏ. Super Cup 125 màu đen mờ. Quyết không? Đặc biệt mua thêm một chiếc Super Cup nữa, nhưng mà Cup 50. Đây, có thể là xe này phụ huynh đi nè. Xe này á, là bé sẽ đi, đi học, ok không? Rồi quay thái này để đi dạo nè. Chiếc này để đi cà phê nè. Một chủ nha các bạn, mua một lúc 4 xe luôn. Chưa hết, ở bên trong này á, hôm nay thì cửa hàng nhận được sự ưu ái của các bạn rất là nhiều ha. Ví dụ như là bạn trai này từ Bình Dương chạy về 2 giờ sáng mới tới đây, rồi bây giờ ghé cửa hàng để ủng hộ chiếc MX King. Đây là phiên bản màu mới đó các bạn. Có điều thì cái camera nó làm cái màu xanh này nó ra không được đẹp, ở ngoài đẹp hơn nha. Nó là xanh ngọc đó các bạn, xanh ngọc ha, MX King. Rồi còn anh này là mua một chiếc quay thái nè, đi từ Campuchia về luôn, hiện tại là ở khách sạn. Đi từ Campuchia, đi xe khách từ Campuchia về ha, mua chiếc quay thái nè, ủng hộ cửa hàng tối đa. Và bây giờ cửa hàng sẽ ship xe cho anh ấy, chứ không có anh ấy không có chạy về, ok không? Bây giờ thì cửa hàng đang gác chiếc xe MX King cho bạn khách trẻ này từ Bình Dương cũng xem kênh mình đó các bạn, chạy về tới đây ủng hộ cửa hàng. Gốc thì ở Mỹ Xuyên thôi, thì mua về sẽ làm biển số ngay trong ngày, là biển số ngay trong ngày ở huyện Mỹ Xuyên đó các bạn, rồi sau đó mới lại về Bình Dương ha. Rồi chiếc quay thái này thì sẽ đưa về Cần Thơ nha. Anh chủ thì yêu cầu là đi về Cần Thơ, rồi sau đó anh mới chạy xe về Campuchia. Còn 4 chiếc xe này á, là một chủ một cũng ở Cần Thơ luôn các bạn. Mình đang chờ vận tải ha, đến đây là mình sẽ ship xe đi Cần Thơ luôn, 4 chiếc một lúc. Đây, MX King thì bạn này sẽ lên xe chạy về luôn ha. Mình có dặn bạn ấy là chạy road ride. Còn bây giờ chú Tệt thì chú sẽ vận chuyển cả 4 xe này đi Cần Thơ. Khách này là khách người nước ngoài đó các bạn, khách người nước ngoài ha. Đây là xe của chú Tệt nè, chuyên vận chuyển. Bạn nào có quan tâm thì mình cứ alo cho chú Tệt nha. Vận chuyển nè, đây. Đó, ha. Số điện thoại luôn đó các bạn, 0989297156. Ok chưa, xe của chú Tệt ha. Đây, bây giờ mình đang tính là coi là xe nào lên trước, xe nào lên sau đó các bạn. Một lúc có 4 xe luôn. Bây giờ là những bước cuối cùng để chuẩn bị giao xe cho khách Cần Thơ nè các bạn. Thì mình như mình nói, bạn này là từ Campuchia mà chạy về tới đây, đi xe khách về đây đó. Sẵn đang nổ máy chiếc quay thái này, mình cho các bạn nghe tiếng máy luôn ha. Nghe tiếng máy nha, rồi quấn bao bọc rồi mới giao cho khách. Đây là tiếng máy đó các bạn. Nói chung là nó êm lắm các bạn, mình không nẹt nha. Đó, nhẹ thôi, thấy không? Em ru bà ru không? Quay 125i nha, đúng chuẩn quay thái, bánh mâm nha các bạn. Đó. Mình sẽ có những video chi tiết báo giá sau đi ha. Rồi ngoài này thì công tác chuẩn bị để lên xe tải vẫn đang tiếp diễn đó các bạn. Một chiếc quay thái nữa nè. Sáng nay thì cửa hàng hơi bận rộn nha các bạn. Rồi ba ga nè, nón rồi áo mưa rồi lên xe trước. Phụ kiện lên xe trước, rồi xe thì mới lên sau. Đây, chuẩn bị nha. Lên chiếc Gentleman trước các bạn, còn cái chổi kìa em, cái chổi kìa. Rồi. Rồi, tiếp tục là quay thái màu trắng. Sẽ lên tiếp nối chiếc GBX nha. Như thế này thôi. Xe mình ship gần đó các bạn thì mình sẽ đi xe chú Tệt nè. Còn ví dụ như là ship xa đi Sài Gòn đâu đó thì mình sẽ có một chiếc xe tải riêng.
ha, sẽ có bằng năng riêng nha các bạn. Sau khi lên rồi sẽ còn buộc lại rất là kỹ lưỡng để tránh va vẹt ha. Rồi Super Cup sẽ lên tiếp theo. Con này lên trước. Con này lên sau nhất đi. À con 50 lên trước. Rồi. Giờ anh kéo vô dưới đây. Con này bây giờ là chỉ có mười mấy triệu thôi, tầm khoảng 17 triệu đó các bạn. Nó sẽ nằm ở bên kênh Thái Phạm á, mình thường xuyên cập nhật giá xe 50 này bên kênh Thái Phạm ha. Còn Super Cup đen này cười rồi mình mới báo giá cách đây không lâu, cách đây mấy ngày thôi. Siêu phẩm. Bửng đen. Đó. Rồi, xong 4 xe ha các bạn. Đây. Chú tệt nha. Bạn nào có muốn vận chuyển gì ở Sóc Trăng nè, cứ alo cho chú ha. À, bây giờ thì lên hẳn 5 xe luôn rồi các bạn. Hai chiếc quay thái lên luôn. Tại vì cái bạn áo trắng này là cũng đi Cần Thơ, cho nên là đi chung xe với một chuyến này ha. Chúng ta sẽ tổng cộng có là hai chiếc cúp 125 50 quay thái ha, Gentleman và chiếc quay thái nữa nè. Lên luôn 5 xe các bạn. Bây giờ chú Tệt sẽ chỉnh lại nhẹ nhàng cho nó đừng có va chạm với nhau và sau đó mới buộc lại ha. Rồi, bây giờ coi như là cứ xong ở đây đi. Mình mời các bạn đi theo mình tiếp tục đi vào trong cửa hàng ha. Cửa hàng Mai Duyên thì sẽ kinh doanh rất là nhiều dòng xe nha, từ xe chính hãng Honda Việt Nam có cho đến là xe nhập khẩu từ Indo, nhập khẩu từ Thái Lan. Cái video clip này mình làm vào ngay một tay tháng 12 luôn các bạn. Các bạn thấy như thường lệ thì mỗi ngày cửa hàng đều rất là bận rộn ha. Và ở trong này là cái kho phải nói là khủng nha ha. Xe 50 nè, xe Thái nè, anh em bà con với chiếc xe hồi nãy Gentleman đó các bạn, cũng là GBX ha. Nhưng đây là một dòng xe số nha ha. Nó là xe gia đình đó các bạn, nó có tới hai dòng. Đây là chiếc Rock Metal, còn đây là Bóp Z nè. Còn bên này chúng ta sẽ có Rider Sachia ha. Đó, thấy không, SH đầy đủ, Vespa nha. Rồi đây xe 50 nè, rất là nhiều xe 50 chỗ này. Và đặc biệt bên này quay thái, lúc nãy mình đẩy lên xe tới hai chiếc màu trắng đó. Đây, ở đây còn đó nè các bạn. Rồi quay 110. Đây, quay 110 nha. MX King ở phía sau. Đây là một dãy xe 50 luôn, xe tay ga, phục vụ cho rất là nhiều ha. Từ các bạn nhỏ học sinh đến chị em phụ nữ, đến các quý ông, rồi các cô, chú. Yamaha, Honda đều có hết ha. SWM, Kimco có luôn. Rồi thậm chí là luôn cả những dòng xe mà đến đây để mà trao đổi xe đó các bạn. Cho nên là cửa hàng cũng có luôn những dòng xe đã qua sử dụng, từ xe côn tay, xe số cho đến xe tay ga luôn. XSR 155 thì cái dòng xe này cũng rất là được rất là nhiều các bạn trẻ yêu mến ha. Đây, ADV nè các bạn. ADV 160. Cái này là mới về đó các bạn. Mới về ha. Đó. Thấy không? Biểu diễn cho các bạn xem chút xíu. Cái này mình rất thích chỗ này ha. Nó có thể là bật lên bật xuống rất là hay các bạn. Đúng rồi. Cửa hàng đang cố gắng phục vụ cho đa dạng các bạn ha. Dòng nào cũng có, BCX 160, ADV 160, các bạn thấy không? Rồi ở bên này, xe nhập Yamaha. Đó. Tất cả các dòng xe này mình đều đã có báo giá hết chi tiết từng loại một rồi. Honda Beat ha. Đây, GBX nữa các bạn, còn rất là nhiều dòng ở đây. Đó, GBX nha, CBR 150R. Rồi, Vario thế hệ mới 125 mới nè. Đó. Bản mới, bản cũ cửa hàng còn hết nha. Honda Beat. Bên đó là Honda Click 125 150 nhập Thái. Rồi đây, Yamaha nữa. À, Yamaha M3
Nói chung là cửa hàng rất là nhiều sản phẩm, mục đích chính là để phục vụ tốt cho các bạn hơn. Tại vì cái nhu cầu sử dụng của mỗi người mỗi khác nhau, thì cho nên là cửa hàng sẽ cố gắng nhập về ngày càng đa dạng, phong phú mẫu mã cũng như là màu sắc xe, luôn luôn về mới hoài để các bạn có thêm sự lựa chọn cho mình. Đó. Bên này là Scoopy nữa các bạn. Scoopy nhập Thái có, nhập Indo có luôn, các bạn thấy không? Đầy đủ luôn cho mình. Đây ha, click Scoopy và có sẵn luôn những phiên bản màu độ, ví dụ như là chiếc Scoopy này. Mình đã có một video clip mình chia sẻ rồi. Màu độ, cửa hàng sẽ độ từ màu sơn thường cho đến là màu sơn 3D luôn nha. Chi phí sơn độ chỉ có 1,5 triệu thôi đó các bạn. Đây, Honda Genio nha. Mình là rất là yêu mến cái dòng xe này. Cực kỳ nhỏ gọn. Nhìn thấy nó vừa hiện đại mà nó xinh ha. Nó đẹp lắm các bạn. Nhìn nè. Rồi, Yamaha cũng lại là một chiếc xe tay ga nhỏ gọn ha, Yamaha Fino. Các bạn thấy là cửa hàng rất là nhiều xe đúng không? Rất là nhiều thể loại luôn. Vairo 160, 125, 150. Có hết luôn nha. Bạn nào quan tâm thì mình cứ đến ngay cửa hàng xe Mai Duyên. Cửa hàng ship xe toàn quốc. Đó là lý do tại sao mà các bạn yêu mến cửa hàng. Ship xe rất là rẻ nha các bạn. Từ Sóc Trăng mà đi tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chi phí ship chỉ có 200 ngàn thôi. Là mình ship theo tuyến quốc lộ 1A đó các bạn. Suzuki GD nữa nè. Đó. Suzuki GD ha. Đây, phía bên này nè các bạn. Suzuki GD đó các bạn. Còn ship tới Hà Nội luôn, chi phí đâu đó khoảng chừng 700 cho đến 800 ngàn. Ra tới Hà Nội luôn đó các bạn. Cửa hàng đang cố gắng đẩy mạnh cái vấn đề ship xe này. Tại vì các bạn yêu mến cửa hàng. Và có những bạn ở rất là xa. Như hôm trước mình có làm một video clip, mình báo giá chiếc B-Ship ship ra tới đảo Phú Quốc đó các bạn. Đó. Rồi ship đi Cà Mau cũng chỉ khoảng 200 ngàn thôi ha. Còn mua trả góp thì các bạn cứ mạnh dạn mình alo cho cửa hàng qua ba số điện thoại di động nha. Mình ghi ở trên màn hình trên này nè để các bạn tư vấn nha. Còn bây giờ mình sẽ khép lại cái video này đây. Xin chào các bạn.